Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, việc chính quyền thành phố Đà Nẵng bán nhà biểu diễn đa năng của thành phố theo hình thức bán chỉ định mà không thông qua đấu giá là sai quy định. Mới đây, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thu hồi lại công trình này. Nhà biểu diễn đa năng của thành phố Đà Nẵng được quy hoạch trên diện tích đất rộng 47.000 m², nằm ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Chi phí xây dựng công trình lên đến 90 tỷ đồng. Nhưng sau 5 năm đưa vào khai thác, đầu năm 2014, nhận thấy nhà biểu diễn đa năng hoạt động không hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất bán toàn bộ công trình này với giá 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bán chỉ định không thông qua đấu giá công trình này là sai quy định. Vì vậy, ngày 18 tháng 6, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về xử lý vụ việc. Theo đó, Sở Xây dựng thành phố đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố bãi bỏ chủ trương bán nhà biểu diễn đa năng theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trước đây và các văn bản có liên quan đến việc bán công trình nhà biểu diễn đa năng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Công viên Châu Á.